Dạ, Gốm Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay nha anh chị, em sẽ lên nhiều sản phẩm phục vụ cô chú anh chị nha. Và trước khi em lên live thì em xin chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều thành công nha. Bên em nha anh chị chuyên các dòng gốm sứ. Và anh chị xem video anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo qua hai số điện thoại em có niêm yết trên kênh nha. 0935245244 hoặc là số 0913330469 nha anh chị. Bên em ship toàn quốc, bao bể gỡ tất cả các sản phẩm. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị mã sản phẩm đầu tiên là một bình cắm hoa nha anh chị. Một bình cắm hoa. Bình này là chuẩn hàng Nhật luôn nha. Họa tiết là vẽ hoa cúc nha anh chị. Vẽ hoa cúc. Hoa cúc nha. Đó, lá cơ vàng. Hoa cúc là tượng trưng cho mùa xuân nha anh chị. Mùa xuân và mang đến nhiều may mắn nha. Viền ở trên miệng nha. Viền này là viền lá cơ vàng. Và phía dưới đáy bình là có truyện ký đầy đủ luôn nha. Miệng bình và phía dưới chân của bình này là đều vẽ họa tiết đỏ hết nha anh chị. Đó. Hoa cúc tượng trưng cho mùa xuân, mang đến nhiều may mắn cho gia chủ nha anh chị. Rồi, em sẽ đo kích thước của bình này. Miệng bình anh chị, miệng bình là 10 và cao bình là 25. Miệng 10, cao 25. Và vòng bụng anh chị, vòng bụng của bình này là 62. Rồi, bình này hôm nay sale cho anh chị với giá là 1.100.000 nha. 1.100.000 bình này, chốt em mã H11. H11 1.100.000. Sản phẩm tiếp theo này là một tượng nha anh chị, một tượng rồng nha. Tượng này là chất liệu là bằng nhựa composite nha anh chị. Và phía dưới chân này là bằng gỗ. Truyện ký là ok luôn nha. Năm này là năm con rồng nha anh chị. Đó, anh chị hữu duyên mình sở hữu được cái tượng này. Tượng rồng nha anh chị. Rồng là tượng trưng cho sự sức mạnh, quyền uy, phú quý và sự thịnh vượng nha. Rồng này một chân nha anh chị. Chân này là sẽ quả cầu nha. Và trên miệng này sẽ ngậm một cái dây này là dây vàng nha anh chị. Dây đồng xu vàng nha. Đó, dây đồng xu vàng. Năm con rồng, trong tượng con rồng sẽ gặp nhiều may mắn và phú quý thịnh vượng nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Em sẽ đo đường kính của tượng rồng này nha. Đường kính anh chị, ngang là 40 nha. Và cao của tượng này là 33. Ngang 40, cao 33. Rồi, tượng này anh chị, em báo rõ trên live là tượng này là bằng nhựa composite và ở phía dưới này là bằng gỗ nha. Rồi, tượng này là 1.250.000. Chốt mê mã H2. H2 1.500.250.000. Mã H2. Mã H2 nha anh chị. Đó, một cái tượng rồng nha. Mang lại nhiều sự may mắn, thịnh vượng và phú quý cho gia chủ. Rồi, em lên tiếp cho anh chị một mã sản phẩm tiếp theo. Cái này là một bình đá nha. Bình đá dòng Pakistan, văn rất là đẹp luôn.
vân cực kỳ đẹp nha anh chị. Bình này là nặng trên 3 kg nha, trên 3 kg. Đa số những dòng bình đá 3 kg sẽ không có chuyện nha anh chị, không có chuyện mà vân đẹp nha. Và em thấy thì cái này nó có kiểu như nó có ánh đó chị, nó có một cái ánh gì nha ở phía trong lòng này, rất là đẹp luôn. Bên này là nặng trên 3 kg nha, 3 đến 5 kg, miệng là 11, cao là 21, miệng 11, cao là 21, và vòng bụng của bên này 56, vòng bụng 56 nha. Rồi bình đá này hôm nay em sale cho anh chị với giá là 1.200.000, 1.200.000 nha. Mã H3, mã H3 1.300.000 một cái bình đá 3 kg. Rồi anh chị em lên tiếp cho anh chị một bình này nha anh chị. Bình này em báo rõ trên like nha. Cái này là hàng tàu xưa nha, hàng tàu xưa nha anh chị. Xuất sắc luôn. Nói chung là những hàng này là xưa em sưu tầm mới có được nha anh chị. Cái này là vẽ tích người, vẽ một tích người đang cởi một xe, và cái này là lăng nha, vẽ cây tùng nè, vẽ cây tùng. Và mặt này thì cũng là vẽ tích người luôn nha anh chị, vẽ tích người. Hai bên sẽ là hai đai, hai bên sẽ là hai đai nha. Ở phía trên miệng thì em thấy là vẽ họa tiết hoa, và ở phần này cũng là vẽ họa tiết hoa luôn nha anh chị. Trên này ở phía trên thành của mình là em thấy là có truyện nha, có truyện nè anh chị, có truyện nha. Và phía dưới đáy mình này thật không có truyện, tàu xưa nha anh chị. Cốt của này là cốt nặng nha, cốt nặng. Miệng bình 7.5, miệng là 7.5, cao là 39 nha, cao 39 và ngang nha anh chị. Ngang của bình này là 27. Em đo vòng bụng đi, vòng bụng, vòng bụng của bình này là 70 nha, vòng bụng của bình này là 70. Cái này là không phải dán tròn nha anh chị, bình này là không phải là dán tròn nha. Đó, rồi bình này là 1.800.000 nha, 1.800.000 một cái bình tàu xưa này. Chốt giùm em mã H4, H4 1.800.000. Rồi em lên tiếp cho anh chị một cặp bình xanh coban nha, một cặp bình xanh coban. Họa tiết nó là vẽ hoa mẫu đơn lắc cơ vàng nha anh chị. Họa tiết vẽ hoa mẫu đơn lắc cơ vàng. Hoa mẫu đơn nha anh chị là vua của các loại hoa, và nó mang đến sự may mắn nha. Mang đến sự may mắn cho gia chủ. Miệng là 10. Miệng là 10, cao là 23. Miệng 10, cao 23 nha chị. Và vòng bụng của bình này là 47. Cái này em có số lượng một cặp, mà anh chị chốt một chiếc hay là một cặp đều được hết nha. Rồi 250.000 một chiếc nha anh chị, 250.000 một chiếc mã H5.
bình xanh coban. Rồi em cũng lên tiếp cho anh chị một cái này là hồ lô, cũng là dòng xanh coban luôn nha. Vì cái cây lai của em tầm nhìn nó bị hạn chế anh chị, em sẽ quay rất là chậm nha, rất là chậm cái bình cái hồ lô này cho anh chị tham khảo nha. Và nếu anh chị hữu duyên anh chị chốt mã sản phẩm này thì em sẽ, anh chị kết bạn Zalo qua cho em sẽ gửi ảnh nha anh chị. Một cái bình hồ lô khủng luôn, hoa mẫu đơn. Và em cũng báo rõ anh chị là cái này là tàu nha anh chị, tàu. Cái này là truyện ký của nghệ nhân nha. Và ở phía trên này nó cũng có truyện ký luôn nè. Và em sẽ để nghiêng cho anh chị nè. Đấy, đáy bình là có truyện nha anh chị, đáy bình có truyện ký đầy đủ. Miệng bình là chín, miệng chín nha, cao là 62, miệng chín cao 62. Và vòng bụng nha anh chị, vòng bụng của bình này là rất là khủng nha, vòng bụng là 110, vòng bụng 110 nha. Rồi bên này là 1.650.000 nha chị, mã H6, mã H6 1.650.000. Một cái mẫu bình rượu nha. Bình rượu này là bình rượu rồng nha anh chị. Bình rượu rồng dung tích của bình này là khoảng tầm là 3 lít nước. Nha anh chị. Đấy, rồng. Rồng nha. Dưới này là có truyện nha anh chị. Đường kính em sẽ đo đường kính. Ngang là 38 nha, và cao là 29, sắp sửa 30 rồi. Đó, một cái bình rượu con rồng. Rồng là thể hiện cho sức mạnh nha anh chị, quyền uy, phú quý và thịnh vượng. Rồi, bình rượu này 550k nha. 550k mã H7. Mã H7. 550k. Rồi. Em lên tiếp trang trí một cái mẫu bình. Bình này anh chị về trưng trong nhà nhìn rất là sang trọng nha, hoặc là anh chị cắm hoa cũng rất là ok luôn. Bình lacquer vàng, họa tiết nó là hoa anh đào nha, và những chú chim nha, chú chim. Và cái này em cũng báo rõ cho lai là cái này là hàng tàu nha anh chị. Vì cây lai của em nó hơi bị hạn chế về tầm nhìn nha, em sẽ bên này rất là cao luôn nha anh chị, rất là cao luôn.
chị hữu duyên chốt mã sản phẩm này thì em sẽ gửi hình ảnh qua cho anh chị nha. Đó, anh chị thông cảm vì cái cây like của em tầm nhìn của nó hơi bị hạn chế một xíu nha. Nói chung họa tiết này là vẽ hoa anh đào trắng và những chú chim nha anh chị. Đó, mặt trước mặt sau là cái này là chữ ký của nghệ nhân, và ở phía dưới đáy bình là có truyện ký luôn nha anh chị, có truyện ký luôn nha. Đây, một em bình này anh chị thấy rõ không, một em bình này nha, rất là khủng luôn, em bê không nổi luôn nha. Miệng bình anh chị, miệng bình là 19.5, sắp sửa 20 rồi nha, 19.5 sắp sửa 20, và cao của bình là 67, cao bình là 67. Vòng bụng nha anh chị, vòng bụng của bình này là 98, xin lỗi nha anh chị, em sẽ đo lại nha, em đo chính xác luôn. Vòng bụng của bình này là 99, sắp sửa 100 rồi nha. Vòng bụng là 99 là sắp sửa 100 rồi. Rồi bình này nha anh chị, họa tiết nó là vẽ hoa anh đào, hoa anh đào, hoa anh đào là phong thủy xưa anh chị, là nó sẽ phong thủy xưa, thì cái này hoa anh đào là xua đuổi những điều không may mắn nha, và mang lại cho anh chị một năm mới thật nhiều bình an và hạnh phúc nha anh chị. Đó. Rồi bình này là 1.600.000 nha, 1.600.000, mã H8. Mã H8 1.600.000 anh chị. Em lên tiếp cho anh chị một mã sản phẩm tiếp theo, cái này là chén ăn cơm nha. Chén này là chén rồng nha anh chị. Chén rồng. Họa tiết của nó là vẽ nam, vẽ tay 100% luôn, rồng. Rồng quả cầu nha anh chị, quả cầu lửa nha. Đó, quả cầu nè, truyền ký là ok luôn. Và dòng sứ này là mỏng nha anh chị, sứ cao lanh rất là mỏng luôn. Đường kính chén là 12 năm, cao là 6. Chén này là 60k một chiếc, em có số lượng là trên 10 chiếc nha anh chị. 60k một chiếc, số lượng là trên 10 chiếc. Anh chị mình sự mình chốt bao nhiêu chiếc báo giùm em nha. Mã H9. Mã H9 60k một chiếc. Rồi, em lên mã sản phẩm tiếp theo là một bình, một cặp bình hút lọc hoa mẫu đơn nha anh chị. Một cặp bình hút lọc hoa mẫu đơn. Cái này em báo rõ cho anh Lai là cái này là hàng tàu nha, và bình này là có truyện ký đầy đủ. Hoa mẫu đơn. Kiểu bình hút lọc này nha chị. Bình hút lọc sẽ mang đến nhiều tài lộc cho anh chị. Hút tài hút lọc. Và hoa mẫu đơn thì sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nha. Miệng bình là 7. Miệng 7, cao 17 và vòng bụng là 47 nha anh chị. Vòng bụng là 47. Rồi cặp bình này nha anh chị. Cặp bình này là 400k nha, mã H10. 200k một chiếc nha anh chị, 200k một chiếc. Và anh chị chốt một chiếc hoặc là một cặp đều được hết nha. 200k một chiếc. Hôm like của em hôm nay là em xin tạm dừng tại đây nha anh chị. Anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo qua hai số điện thoại em có niêm yết trên kênh nha. Và cũng nhân dịp cuối năm nha anh chị, gốm sứ Nhật Xuân Lãm và gốm sứ Nhật Nguyễn Nương xin chúc quý cô chú anh chị một năm mới thật nhiều sức khỏe,
thành công, may mắn, vạn sự như ý nha. Em xin hẹn lại anh chị vào năm mới nha anh chị. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị.